Onion. Rain. Space speakers. Vẽ khói, ra mây, làm vua trong bông lai là ta đây. Linh hồn ta đi tìm nguồn cảm hứng khi nét bút này tạm dừng đưa lên từng trang giấy. Jager Meister, ta say. Pop pop pass, trao tay. Khép mắt lại để ta như một bao vây. Bỏ chạy sau này không cho tháo chạy khỏi bức tranh ta đang tạo đây. Và các phòng ta đang đầy màu sắc. Qua làn khói trở sang đầy màu nhạc như thay sắc. Miên man giữa vạn vật đang bày trước mặt. Thiên đường dường như đang bay trước mắt. Ta đưa tay phát, không còn gì níu chân ta. Thả hồn người nghệ sĩ và thật chậm rãi. Để từng câu từ này tự nhấn nhá. Và ta vẽ lên từng cái bút đẹp bên tai. Vẽ những thứ ta đem mang trong sâu mà không ai để tìm được. Rồi vẽ những thứ ta đang mơ thuộc về ngày mai không ai đến trước. Cuộc sống quanh ta rồi pha thêm cho lòng người để cứ thế ta tạo ra bức tranh mang màu đỏ trên màu đời và là tình ca sáng lấy chút nắng để tôi lên sắc xám màu hắc ám mới đang bám thật là khói trắng lời ca anh nghe sao mát mắt buồn nhạc anh chơi sao nghe khác thường dân ta và trời mê cung giữa cả ngàn phương ta nguyện lạc đường để tìm đến người nhạc trường để hồn ta bay như khói nhà mở nhân ảnh như người cổ xuất thi ca mặc cho ngoài kia dòng người hối hả ta nằm nhắm mắt cho dòng đời đi qua vẫn gửi tâm nguyện vào trong bức tranh lớn dùng làn khói để vẽ lực khát vọng này để rồi mở mắt ra ta nhìn xuống chỉ còn lại một điều cần duy nhất trong tay. Vẽ những thứ ta đem mang trong sâu mà không ai để tìm được. Được rồi vẽ những thứ ta đang mơ thuộc về ngày mai không ai đến trước cũng trước. Và vẽ những góc khuất xung quanh ta rồi pha thêm cho lòng người để cứ thế ta tạo ra bức tranh mang màu đời trên màu đời. That's right. For doing something.